lại. Làm trai sống này thì nó sẽ không bị dai chứ ông bà cô bác ạ. Chứ nếu mà luộc lên mà làm thì nó đẹp, nó sạch nhưng mà nó sẽ ăn dai ấy. Mình làm cái này mình xào với lại lá lốt với tía tô với lại mình nấu với canh mướp. Thì hôm nay nhà mình ăn món toàn trai là trai nhá. Món đúng là đồng quê dân dã đấy. À, rau của bà Ngắn thì ngon rồi. Để cái nước cho nó trong, còn cái vật của phân của nó thì đoạn đi. Làm sao? Em thì em không cắt được. Vậy em còn đang làm nước cắt được. Ra nhà luôn. Thì tôi bảo chị thực chị cắt cho được. Ngon thực cũng ngon như vậy, chắc thấy để nguyên dưỡng đấy. Sáng ngày tôi thấy còn để vườn ha. Mấy chiều tôi lên, em xuống trên tưới, tôi nhặt cho nó nhé. Mướp này có già không bà? Con này mấy chục năm rồi đấy. Dạ. Tôi dùng đây. Đó. Sáng nay sang đi nha. Đau à? Đấy thì bảo mới sang ăn. Cơ bản giờ nay xào bà hái nhiều lá lốt vào. Chả nhìn thấy bà Ngắn đâu. Bà Ngắn nấp rồi. Thank you.
Tay bà ngắn nhìn không đẹp bằng tay gái 18 nhỉ. Này cứ đi ra đồng lên nó đen xì xì. Vụ gì? Nhưng mà bắp nhưng mà bồng nhà mày nó quả bé và nấm tay kìa, thế nào nó vặt mấy quả. Hai bà cháu ăn toàn trai là trai. Ôi ngon đấy. Không tí nó nấu xong múc cho Thanh bát rồi. Chứ sợ nó một mình nó ngại nấu nó để đấy. Trai xào với lá lốt với tía tô với ớt. Trai nấu nước. Trời sắp mưa rồi ông bà. Bà cô bác. Ớt. Đúng ớt luôn. Mướp ngọt nhỉ. Quá ngon. Bọt ra thơm, mất hương thơm. Xáo rồi. Rau mới có khác, xay mướp ngọt thế. Xay mướp cái. Đúng rồi, màu trắng nó bị kiểu là Nửa quả tủ thì lại bị hỏng, ừ. bị già. Mà vào trong tủ lại chín lại già đi. Đây là hai loại trai ông bà cô bác ạ. Cái loại trai này là bụng thì để nấu mướp. Cái này là cái loại trai mà nó là cái mép trên đấy, nó dai đấy, nó giòn đấy, thì để xào với lá lốt với lại tía tô với ớt. Đây. Ngắn làm sạch sẽ rồi. Hôm nay là bữa cơm dân dã ở quê chỉ có món trai thôi nhá. Ở quê sông trai sông đang là mùa trai. Trời ơi cái trời. Trời nhà không có cái gì là không phải là đồ cổ. Qua bếp gà công nghiệp ấy. Lúc này
đây là cái cục gạch nước than, lá hành. Bà Ngắn không ăn được ớt nên là phải múc ra trước. Để lại cái quả nhé. Quả đây luôn. Dạ. Thơm lắm. Thôi, ngon nhỉ. Hai bát, một bát khả năng không hết. Múc đầy vào đây. Kìa. Hết vậy nhưng không cay lắm đâu. Cay. Mời mọi người cùng ăn cơm với hai cô cháu nhé. Hôm nay chỉ có trai thôi. Làm trai nó lâu mất thời gian quá. Mất từ sáng giờ. Sáng 9 rưỡi rồi. Công nhận cái nước này lắm nước. Ngọt rồi đấy. Cái nước của nó lắm. Mà lúc rửa tan bao nhiêu nước. Nó đủ đục như nước gạo. Trong, trong. Đủ bao nhiêu. Trai xào với lá lốt tía tô với ớt. Nấu trai này hơi vất vả tí. Cái đĩa này là trai là nhiều ớt. Để cô Ngắm không ăn được ớt thì đều múc lên đĩa khác. Mời mọi người nha. Cay. Cay. Có ăn nhiều không? Thế sao bà phát biểu sao ngon không? Còn ngon. Này, trải này. Cái phần bụng này thì để nấu canh, cái nước. Quá nhiều luôn. Mà một chỗ như thành mình nấu. Mời ông bà của bác nha. Này phải ăn hết. Ngon. Nước trai nó ngọt 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 lịm luôn. Mẹ nó quắt lúc kia rồi. Nước trai ngọt lắm. Nó tròn. Con trai này nó làm mất công người ta rất ngon. Ngọt. Hôm nào cô cháu mình làm bữa cháo trai nhỉ. Cháo thì sao phải làm. Ừ. Đấy. Ăn vã, cháo trai ngon, một bát đầu to, cô Ngắn một bát nhỏ. Ừ. Kết bài. Mỗi người một đĩa, mỗi người một bát. Nên là đôi khi hứng là ăn luôn, nên cho xuống bát rồi đang canh quá. Đẩy mồm ớt.
trai là lốt tiểu thô. Cái này nó ngon, cay quá không ăn được. Đây này, những cái này ngon như này mà để cho các đây, 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 đang đầy đi đây. Trai này, những cái bụng này là quá ngon này. Đấy, ta ăn dần dần chứ. Đúng không? Cái bụng này nó béo này. Nó vào cổng thì nó ho, cổng lắm. Bụng quá béo luôn. Ừ, cái bụng ăn béo thật. Hàng đó, để cho nó hả mồm con nọ cách con kia. Vậy để mà nó hả nước ra. Đấy. Sáng ngày mới ngâm mỗi tí thôi. Đây là hai món trai, canh trai nấu mướp với đây cả. Trai xào hay là lốt với tía tô với ớt. Và nó nấu ăn ngon lắm. Những món đơn giản thôi. Màu cũng như là thịt bò. Đúng. Mình làm con trai nó sống ấy. Thế là nó không bị dai. Làm vất vả. Ông bà của bác nào cũng thích ăn những món này liên hệ với hai cô cháu đó. Về đây rồi hai cô cháu nấu cho ông bà của bác. Ngồi lại đây luôn. Khá là mất thời gian mọi người. Ông bà của bác nào muốn ăn bữa cơm trai này thì liên hệ về quê của Thái Bình Đất Lúa nhé. Mời mọi người đến đây ăn cơm cùng với lại hai cô cháu. Ăn những món ăn hồi xưa ông bà của bác hay ăn. Này. Ngon, ớt cay. Cùng một cái son nó vẫn lắm nước. Ừ. Tớ chuẩn bị hết nước rồi vào đấy rồi. Mà ngắn ra này. À. Lấy đun đi. Rồi đi lắm. Đấy là cháu quên. Ngai nó vẫn được. Chứ nắm cái trai mà luộc lên là mà nhai là mà nó trưởng. Nó trưởng rồi. Rồi. Ông bà ơi. Ôi cha mẹ ơi. Còn chưa. Được ăn. Quyết tâm ăn hết. No lắm rồi. Thì ăn những ngan phô mô được. Nó ngọt này. Mướp ngon. Cũng như cái tay này làm sống với không dai cả. Thì phải làm sống với không dai chứ bà mà luộc lên á. Còn lâu bà mới ăn được. Lúc đấy trở là bà luộc xong bà làm sạch cái bụng của nó xong bà ninh cháo. Bà thái nhỏ xong bà với hành mỡ xong bà ninh với cháo thì bà mới ăn được.